tự nhiên ngồi chơi thư giãn tự nhiên như người bình thường chưa có biết tu cái gì bao giờ bởi vì người còn khổ mới tu cái người còn khổ mới tu chứ cái người không còn khổ thì tu cái gì nữa cái người mà không còn khổ cái gì trên thân này tâm này nó thanh thản ngồi chơi thân này an lạc, tâm thanh thản thân an lạc chẳng có ôm giữ gì nó 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 không còn cái khổ cái gì nữa, tâm nó thanh thản thì thân nó an lạc nó không còn đau đớn nó không chẳng còn động tâm thì có nghĩa là mình ngồi chơi, ngồi chơi như người bình thường chẳng có tu cái gì, không còn như người bình thường ch chưa biết tu một cái gì bao giờ ngồi chơi hết sức tự nhiên cho nên mình 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 khi trưởng lão bảo các con ngồi chơi đi đi chơi đi hàng ngày bỏ ra một hai tiếng đi chơi như người bình thường ngồi chơi như người bình thường như chưa biết tu cái gì bao giờ nhưng mà họ lại cứ ôm lấy pháp họ tu họ lại cứ thân hành niệm họ lại cứ cứ ngồi tác ý họ không chịu chơi cho nên họ không tiến lên lớp khác được Họ không tiến lên cái hành thiền tứ niệm xứ được Họ không ngồi chơi trả tâm về tự nhiên Thư giãn bình thường như người chưa biết tu vào cái gì bao giờ Cho nên họ không có cái trạng thái thư giãn Họ không có cái định thư giãn Họ không có trạng thái thư giãn như người bình thường Buông hết Trắng ham làm Trắng ham tu Trắng ham cái gì hết Trên đời nó không có cái gì thuộc về mình Nó khổ cái gì đâu không cần ham tu cái gì tu là đến cái lớp số 7 nó tu là không có tu cái gì nữa nếu khổ thì mới tu thế cho nên là khi ngồi chơi thư giãn thế này rồi mà thấy có sự xúc chạm đến vẫn tiếp duyên vẫn làm việc vẫn nói chuyện nhưng khi có sự xúc chạm đến mà gây ra tâm mình tự nhiên nó khởi khổ đau phiền não lo lắng sân hận bất an hoặc lo lắng phiền khổ đau khổ phiền não mình quay lại mình quán cái thân này quán cái thân này là cái thân này rồi vô thường thân này là nó cũng có thuộc về ta đâu cái thân này rồi nay sống mai chết thì nó cũng chết mình hãy ngồi quán tưởng thân này là xương trắng thân này hoại diệt thân này là xương trắng thân này thành cát bụi xương này từng cái khớp xương trắng kết nối chết đi như loài súc vật khác. Nó chẳng ích gì cả. Nó nhàm chán hết. Nó nhàm chán cả cái khổ đau cái nó không muốn. Nó buông cả cái khổ đau phiền não, nó buông cả cái sân hận. Buông cả cái lo lắng bất an, nó biết cái thân này nó chẳng có thuộc về ta. Quán thân mà. Cái thân này nó chẳng thuộc về ta thì những cái sự ôm giữ kia gia đình, tài sản, nhà cửa, danh lợi rồi tất cả những thứ kia nó cũng không thuộc về ta không thuộc về ta mà nó 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 chỉ là cái khổ cho mình biết cái thân này nó là khổ còn còn sống ngày nào đây gánh cái thân khổ cả thôi trưởng lão nói rồi ăn này phải đi cầu nên nó nhàm chán cái thân này nó biết rằng thân này thành cát bụi hương trắng nên nó nhàm chán hơn cái thân này nó nhàm chán tất cả luôn xung quanh mà nó hít vô thở ra nhàm chán cho nên vì nhàm chán rồi mình tác ý mình tác ý thân là vô thường tôi biết tôi hít vô thân là vô thường tôi biết tôi thở ra mình tác ý mình hít vô thở ra thở ra là thở dài ấy thở dài để buông xuống thôi cái thân mình ví dụ mình suy nghĩ thật thôi cái thân này nó cũng chẳng thuộc về ta những cái thứ kia thuộc về ta đâu mà mình cứ ôm mãi vào thế mình thở dài để buông xuống hít sâu để lấy gì lấy sự thư giãn và thở ra hít sâu lấy sự thư giãn và thở ra để đi để, để buông xuống hết để nó có định lực hít sâu để nó có cái cái sự thư thái an nhiên để mình thở ra để mình buông xuống hết thôi thở dài mà buông nên như cái người mà nó chán quá nó thở dài nó buông hết xuống buông hết xuống nó chẳng thèm cái gì nữa cả ở đây là cái thầy pháp lưu cái kinh nghiệm hành thiền tứ niệm xứ mỗi khi gợi lên đau khổ Vậy nên lo lắng bất an Thầy Pháp Lưu đều hành thiền như vậy. Thầy Pháp Lưu hiểu ra cái lời trưởng lão dạy. Thầy Pháp Lưu hành thiền như vậy tự nhiên nó hết. Nó chỉ trong chốc lát là nó, nó biết quán, biết cái thân là vô thường là nó hết luôn cái chuyện đó. Nó buông được xuống. Nó buông được xuống thì nó thôi, nó không phiền não, khổ đau, nó cũng không có gì cả. Nó trở về trạng thái bình thường, tự nhiên. Thế cho nên Đức Phật dạy khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu Người đạt đến giải thoát mà Đạt đến Niết Bàn nhờ các pháp quán này Khi xưa ở cái xứ guru Đức Phật có dạy các thiền sinh pháp quán tứ niệm xứ Pháp quán tứ niệm xứ sau người ta hỏi nhau là Anh đã biết về tứ niệm xứ chưa? Nếu biết thì anh đã trở thành người hạnh phúc Bởi vì anh không còn khổ sầu, anh không còn ôm lấy cái gì Thế cho nên các cái Thiền tông Trung Hoa, thế gian cho nên nó vô thường, nó sinh ra rồi nó lại mất đi. Cha mẹ ta rồi cũng già, cũng chết ta rồi cũng già, cũng chết. Cái cây nó mọc lên rồi nó cũng tàn lụi. Nhà cửa rồi chùa chiền nó cũng thành cát bụi. Cái chùa cái chiền là nó cũng thành cát bụi mà mình cứ tranh nhau cái chùa chứ khổ. Cát bụi thôi. Chúng ta xem những lâu đài hoang phế thánh tích thời Đức Phật, một thời huy hoàng của Đức Phật mà nay chúng ta trở lại ấn độ nó chỉ còn là những nền móng gạch tàn tích rêu phong có còn lại cái gì đâu phật cũng không còn nhà cửa không còn không còn cái gì hết trải qua năm tháng phật vừa mới sinh ra phật vừa mới thành đạo phật vừa mới xây dựng thánh tích xong mà chúng ta quay lại chớp mắt luân hồi mấy kiếp chúng ta quay lại nhìn thăm lại thánh địa phật chúng ta quay bước chân về thăm thánh địa phật ấy nó cứ như ngày hôm qua ấy cứ như phật vừa mới ở đây hai ngàn năm trăm năm mà nó như thoáng qua mây bay ấy nó như phật vừa mới thoáng ở đây mà bây giờ phật đã đi rồi nó 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 thời gian nó nó tức bóng thời gian mà bóng tức vàng đi qua lắm nhanh lắm đấy các vị vừa thấy vô thường không, các Pháp vô thường không? Hôm Tết Thầy Lưu nói các vị cứ vui Tết đi, vui cho sướng đi, sắm sửa cho đầy đủ đi để chờ đón cái Tết đi. Nhưng chớp mắt mở ra cái hết ba ngày Tết, hôm nay Tết còn đâu, có còn vui Tết nữa đâu. Mà cứ lo cho cái Tết, còn vui Tết nữa đâu mà cứ hân hoan chờ đón, còn Tết đâu. Mong chờ mãi cả năm đến cái Tết Nghỉ ngơi vui chơi rồi Tết lại Cái khổ lại trước mặt Tết còn đâu Vạn pháp nó đều vô thường hết mà Chúng ta ngồi chơi mà quán xét vô thường nữa nó, nó thanh thả nó thấy hay lắm Thấy hay lắm Nó thấy vạn pháp trên thế gian này Nhân quả trùng trùng Con người rất là khổ Chạy như con thiêu thân lo toan đủ thứ mà không nhìn thấy thế gian này sinh diệt trong từng sát na tích tắc. Cho nên cái con người nó ôm lấy cái gì nó khổ cái đó. Nó ôm lấy nó giữ lấy nó chống lại thời gian. Con người không ai chống lại được thời gian, không ai chống lại được quy luật nhân quả hết. Không ai làm gì được hết, chỉ có buông xuống thì giải thoát thôi. Ôm lấy nhân quả thì chạy theo nhân quả ôm lấy cái gì khổ cái đó cho nên con người chỉ có buông xuống cái tâm mình nó buông hết chứ tùy thuận tùy thuận thiểu dục tri túc tùy thuận tùy thuận hết thôi thì mình sống trên đời này nó cũng như là bao giờ thấy mình sống trên đời này nó vô ích chứ chẳng đem lợi ích gì cả thì cái lòng tham nó hoại diệt hết sân si nó cũng hoại diệt nó buông hết thì nó ngồi chơi đây là hành thiền một cách tự nhiên Hành thiền một cách tự nhiên buông bỏ Cho nên mình hành thiền như vậy Tác ý như vậy Để tứ tránh cần như vậy Trên tứ niệm xứ Đây là giai đoạn thứ nhất là của đầu cư Tu tập hành thiền là vẫn tiếp duyên Vẫn nói chuyện, vẫn làm việc Để mình nhận ra các pháp khổ tác động đến ta